Di trú Đào Nguyễn là một trong những công ty di trú uy tín hàng đầu tại Úc, có thể giúp khách hàng giải quyết những khó khăn về việc định cư tại Úc liên quan đến di trú, từ các vấn đề đơn giản nhất cho đến những tình huống visa phức tạp nhất. Với trình độ chuyên môn cao, kỹ năng làm việc hiện đại và luôn cập nhật luật di trú một cách nhanh nhất, Di trú Đào Nguyễn sẽ tư vấn cho khách hàng một cách rõ ràng, cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình xin visa của mọi khách hàng. Di trú Đào Nguyễn cung cấp các dịch vụ chủ lực bao gồm kháng cáo tòa phúc thẩm khi visa bị từ chối, visa diện hôn nhân, đính hôn và kết hôn, bảo lãnh hôn nhân đồng giới, visa cha mẹ, con cái và visa lao động. Trong đó, tỷ lệ xin visa thành công lên đến 99%. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Di trú Đào Nguyễn qua số 02-8764-0518. Trung tâm dạy kèm toán lý hóa Anh văn Dr. Hiệp Nguyễn Tuition. Với hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và viết sách, tiến sĩ Hiệp Nguyễn sẽ hướng dẫn cho con em quý vị đạt kết quả học tập cao như mong muốn. Có lớp đặc biệt dành cho các em học sinh giỏi của HSC Extension 1 và Extension 2. Với những gia đình ở xa, có thể nâng cao kiến thức toán học cho con em mình bằng cách mua sách toán của Dr. Hiệp Nguyễn cho các cháu. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0411-812-656 hoặc email vnshow@gmail.com hoặc đến thẳng địa chỉ 8/88 John Street, Capramatta. Lily và Kim Hoàng, rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi phần điểm báo thế giới của Vietfay TV trong buổi tối ngày hôm nay thứ năm, ngày 9 tây tháng 6 năm 2022. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam thì như chúng ta cũng đã biết là trong 2 ngày qua liên tiếp có những cái động thái xử lý mạnh tay đối với hai quan chức cấp rất cao là nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và nguyên Chủ tịch thành phố Hà Nội là ông Chu Ngọc Anh liên quan đến vụ đại án của công ty Việt Á. Thì nay sau khi mà hai ông này bị bắt giữ thì nhiều người cũng đã quan tâm với việc là ông này sẽ bị xét xử và sẽ phải chịu những cái mức án tù bao nhiêu năm. Theo các luật sư thì với các cái tội danh bị khởi tố thì khung hình phạt cao nhất mà ông Nguyễn Thanh Long có thể phải đối diện là khoảng từ 10 đến 15 năm tù giam. Còn ông Chu Ngọc Anh thì cũng có thể đối với hình phạt cao nhất là từ 10 đến 20 năm tù giam. Đây cũng được cho là vụ án mà khiến dư luận trong nước rất là bức xúc. Bởi vậy cái mức hình phạt đối với các cái bị cáo trong vụ án này được cho là cũng sẽ được thi hành một cách rất nghiêm khắc. Và trong quá trình điều tra thì hai nguyên bộ trưởng cũng không loại trừ việc mà cơ quan điều tra có thể sẽ tiếp tục khởi tố thêm họ về những cái tội danh khác. Bởi vì nếu mà những cái điều tra liên quan đến những cái vụ án khác mà được phanh phui. Và kính thưa quý vị, ngoài những cái câu hỏi được đặt ra về cái mức án sẽ áp dụng như thế nào đối với cựu Bộ trưởng Y tế và cũng như là đối với những cái nhân vật có liên quan, thì một câu hỏi khác cũng được đặt ra là liệu rằng những cái tài sản khủng, đó là những cái căn biệt thự của ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long ở Hà Nội có bị kê biên hay không? Trả lời cho câu hỏi này thì các luật sư đoàn và đặc biệt là luật sư Diệp Năng Bình là trưởng văn phòng luật Tinh Thông Luật có trụ sở tại Hà Nội cho biết là trong cái quá trình tố tụng thì việc kê biên tài sản là một trong những cái biện pháp sẽ được thi hành. Thứ nhất là để bảo đảm là tất cả những cái bị can có được cái nguồn tài sản để có thể chi trả cho những cái vi phạm và những cái thất thoát tiền bạc mà họ đã gây ra. Và nếu như trong cái quá trình tịch biên tài sản này diễn ra mà cái phần tài sản nó lớn hơn những cái phần mà họ phải gánh chịu thì tất nhiên tất cả những cái phần tài sản còn lại sẽ được trả trở về cho gia đình hoặc là cho những cái nạn nhân này. Tuy nhiên trong cái vụ đại án Việt Á thì cái số tiền nó là rất lớn và không biết là những cái căn biệt thự khủng, những cái tài sản như thế này nó có đủ để trang trải tất cả những cái chi phí hoặc là những thất thoát những cái số tiền mà chính những cái quyết định của ông Nguyễn Thanh Long, của ông Chu Ngọc Anh đưa ra làm thất thoát tài sản, thì tất cả tài sản cá nhân này có đủ bù đắp lại hay không? Dạ, cái đấy thì cũng rất khó để đánh giá được biết đó chị Kim Hoàng. Nhưng mà được biết là việc mà hai cái bộ này bắt tay nhau để mà nâng cái khống cái giá kit xét nghiệm của công ty Việt Á, đẩy mức giá cao hơn tới 45%. Đó là đã được tức xác là công nhận. Ty vâng, công ty này lãi được 4.000 tỷ và cũng đã chi tới 800 tỷ để chi trả các cái tiền hoa hồng cho các cái quan chức của bộ này cũng như các cái quan chức ở các cái
cơ quan y tế của các tỉnh, mà đến nay cũng đã có tổng cộng tới khoảng 60 người cũng đã bị bắt giam hoặc là bị khởi tố liên quan đến vụ án này. Nhưng mà trong cái suốt những ngày vừa qua thì tất nhiên là thông tin bắt giữ Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long là một trong những cái thông tin được cho là chấn động nhất, không những là tại Việt Nam mà cũng đã thu hút rất nhiều chú ý của các cơ quan truyền thông bên ngoài nước Úc. Và tất nhiên là những người thường nêu lên những cái quan điểm của họ với những cái sự việc trong nước cũng đã có một cái sự quan tâm rất đáng kể. Mọi người đều cho rằng, và đặc biệt một trong số những người mà chúng tôi nói là mọi người, có một cái blogger rất là nổi tiếng có biệt danh là Anh Ba Sàm, tên là Nguyễn Hữu Vinh, thì người này đã đưa ra là việc mà Trung ương Đảng đã đưa ra xét xử hoặc liên tục tổ chức những cái buổi họp, mà những cái triệu tập, những cái cuộc họp bất thường, cho thấy là sự việc lần này được xử lý một cách rất là kỹ lưỡng, đúng theo trình tự và cũng rất là bài bản. Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là có phải đây là một trong những cái biện pháp đủ để răn đe, để có thể bài trừ được cái nạn tham nhũng tại Việt Nam hay không? Một điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã liên tục thực hiện trong suốt 10 năm vừa qua, và cái tần suất thực hiện, cái tần suất bắt giam những cái thành phần tham nhũng ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong vụ án Việt Á như thế này. Các chuyên gia cho rằng thật ra tất cả những cái hành động cứng rắn lần này của, có thể nói là trong cái chính sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thật ra chỉ là những bề nổi, bởi vì trong cái cốt lõi thì cái cơ cấu làm việc tại Việt Nam nó đã thể hiện một cái sự mục rỗng và thối nát bên trong, và vì vậy cũng rất khó để có thể răn đe với cái việc quyết định bắt giữ ông cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long vừa qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn về nền kinh tế toàn cầu hiện nay thì chúng ta toàn nghe những cái thông tin tiêu cực. Và hôm nay trên truyền thông thì lại có thêm một hồi chuông cảnh báo nữa từ Tổ chức Ngân hàng Thế giới, khi mà chủ tịch của tổ chức này thì nhận định là tình trạng suy thoái kinh tế thì ngày càng lan rộng, và ở rất nhiều nước thì tình trạng suy thoái kinh tế là rất khó tránh khỏi. Trong báo cáo về triển vọng mới nhất của Ngân hàng Thế giới thì tổ chức này cho rằng lý do chính gây ra cái tình trạng suy thoái kinh tế là do cái cuộc chiến ở Ukraine, tình trạng phong tỏa để chống đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc làm gián đoạn các cái chuỗi sản xuất hay là cung ứng hàng hóa, khiến rất nhiều nước đối diện với lạm phát gia tăng, và điều này thì chắc chắn sẽ khiến cái mức tăng trưởng kinh tế của các nước khó đạt được các cái mục tiêu đề ra. Và tình cảnh kinh tế khó khăn hiện nay thì cũng đang khiến nhiều người liên tưởng tới cuối những năm 1970, khi mà xảy ra cái cú sốc về dầu mỏ khiến nền kinh tế toàn cầu, dẫn đến cái tình trạng hai cái đợt suy thoái mà chúng ta vẫn nghe, đó là đợt suy thoái kép vào những năm 1980. Và kính thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay cũng rất có thể chúng ta sẽ xảy ra cái đợt suy thoái kép. Lý do là bởi vì hầu hết các ngân hàng trữ kim trên toàn thế giới, kể cả ngân hàng trữ kim Mỹ, ngân hàng trữ kim Úc, New Zealand, Canada v.v. đều đã đưa ra những cái quyết định gia tăng lãi suất. Và việc gia tăng này không phải chỉ là một lần mà là liên tục nhiều lần kể từ nay cho đến cuối năm. Trong khi đó thì chi phí hàng hóa sinh hoạt cũng liên tục gia tăng, và đặc biệt là tiền lương thì lại không tăng cao đúng theo cái tỷ lệ lạm phát. Và đó là những yếu tố dẫn đến tình trạng suy thoái kép mà các chuyên gia cho rằng rất nhiều nước sẽ không thể nào tránh khỏi. Đặc biệt một cái dự phóng của Ngân hàng Thế giới đã đưa ra cho thấy một cái bức tranh khá là tổng thể hơn, khi mà cái sự phát triển kinh tế thế giới trong năm ngoái 2021 ở mức là 5.7%, và vào thời điểm đó thì các chuyên gia dự phỏng là trong năm nay 2022 phát triển kinh tế của thế giới sẽ ở mức khoảng 4.1%. Tuy nhiên đó chỉ là dự phỏng của vào thời điểm cuối năm 2021 mà thôi. Ngay vào thời điểm này, có nghĩa là vào tháng 6 năm 2022, các chuyên gia đều đưa ra một cái sự giảm hạ về dự phóng phát triển kinh tế, không phải là 4.1% cho năm nay, mà cao nhất thế giới chỉ có thể phát triển ở mức là 2.9% mà thôi. Và 2.9% cũng được cho là cái thông tin khá là tích cực. Nhiều chuyên gia bi quan hơn, họ còn cho rằng cái sự phát triển nó sẽ nằm ở dưới mức 2%. Và đó là những gì mà tất cả các quốc gia trên toàn thế giới sẽ phải đối diện. Kể cả tại Mỹ, người dân cũng đang phải chi tiêu rất là tiết kiệm để có thể bắt kịp với những cái đà
giá cả sinh hoạt gia tăng một cách khủng khiếp như hiện nay? Vâng, đúng vậy đó thưa quý vị và các bạn, khi mà lạm phát gia tăng, tức là người dân phải chi tiêu ra hơn rất nhiều và khiến nhiều người cũng có thể rơi vào cái tình cảnh nợ nần, mà ngay như ở Mỹ đã cũng xảy ra cái hiện tượng là nợ nần chỉ vì là đi ăn những cái đám cưới quá nhiều. Tiêu đề này có nghĩa là rất là lạ lẫm, lần đầu tiên mà chúng ta nghe thấy là nợ vì đi ăn cưới. Chúng ta nghe nợ vì nhiều yếu tố khác nhau nhưng mà chưa ai nói là nợ vì đi ăn cưới. Vâng, nợ vì đi ăn cưới đúng là nghe thì đúng là nghe chuyện có thể không xảy ra nhưng mà lại xảy ra ngay tại chính một cái nền kinh tế rất là hùng mạnh là nước Mỹ. Và trên truyền thông cũng đã đơn cử một nữ tư vấn viên 27 tuổi mà mới chỉ trong 5 tháng vừa qua cô đã đi được mời dự cưới tới 10 đám cưới trên khắp nước Mỹ với tổng chi phí mà cô phải chi ra là khoảng 20.000 đô la trong bối cảnh mà lạm phát đều gia tăng kỷ lục khiến mọi giá cả đều gia tăng. Hiện nay thì lạm phát ở Mỹ đang ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua khiến giá cả hay là chi phí dự đám cưới như là phải đặt vé máy bay hay tiền khách sạn, quần áo, quà cáp cũng đều leo thang. Và số lượng đám cưới gia tăng đột biến hiện nay là do rất nhiều cặp đôi trong suốt 2 năm đại dịch vừa qua đã không thể tổ chức đám cưới được thì nay họ mới tổ chức được. Thậm chí nữ tư vấn viên này cũng đã phải từ chối đi dự một đám cưới của một người bạn ở tận Italia vì giá vé máy bay hiện nay từ Mỹ sang châu Âu cũng đã gia tăng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, theo cái thống kê của tổ chức gọi là Wedding Resort thì chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm nay ở Mỹ thôi đã có 2 triệu 500 ngàn đám cưới. Và đây là cái kỷ lục về đám cưới tại Mỹ cao nhất kể từ năm 1984. Trong khi càng có nhiều những cái đám cưới xảy ra thì những người đi dự đám cưới càng có thêm gánh nặng là bởi vì cái chi phí tất cả nó gia tăng, đặc biệt là ở Mỹ khi chúng ta phải di chuyển bằng máy bay từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, thậm chí cùng một tiểu bang nhưng mà ở khác thành phố thì nhiều người vẫn phải di chuyển bằng máy bay, trong khi giá vé máy bay nội địa đã gia tăng đến 33%. Và đó là những cái bối cảnh rất là thật nó đang xảy ra, một điều mà chúng ta không hề nghĩ. Giống như cái cô tư vấn viên này, một năm trước đây hoặc 2 năm trước đây cô ta không bao giờ nghĩ rằng cô phải từ chối một cái thiệp mời đám cưới, nhưng mà trong bối cảnh này chuyện đó đã xảy ra khi mà những cái đám cưới không diễn ra ở Mỹ mà diễn ra ở nước ngoài, di chuyển quá tốn kém thì trong bối cảnh này bắt buộc là phải đưa ra cái sự từ chối, mặc dù cái sự từ chối này giới trẻ tại Mỹ không mong muốn. Tuy nhiên đó là những cái bức tranh mà chúng ta thấy rằng cuộc sống đó, chúng ta đang nói là những người có công ăn việc làm, những người đang có cái thu nhập rất là khá vẫn không đối diện được với cái bão giá gia tăng. Còn những người thất nghiệp, những người lớn tuổi hưởng tiền an sinh xã hội thì chắc chắn là cũng lâm vào cái cảnh rất là khó khăn. Vâng. Như vậy là ở Mỹ nay cũng có hiện tượng là sợ đám cưới. Bởi vì những ai mà sống ở Việt Nam thì có lẽ cũng rất là hiểu, vâng, rất hiểu việc này. Bởi vì là cái thu nhập thì cũng không được nhiều lắm. Thế nhưng mà nếu mà một tháng mà phải đi dự tới 4-5 đám cưới thì có lẽ là cũng, nhất là những người mà về hưu hay những cái bạn trẻ mà mới đi làm thì cái mức lương chưa đến 10 triệu mà mỗi một tháng mà có 4-5 đám cưới thì 4-5 cái thiệp mời là coi như là đi hết phân nửa tiền lương rồi. Có nghĩa là chúng ta là cười trong nước mắt đó, nhận thiệp và chỉ là cũng rất là đắn đo không biết là có nên đi dự cưới hay không. Vâng. Nhưng mà phong tục người Việt thì lại không đi dự cưới thì vẫn phải có thiệp quà cưới. Vâng. Ít nhiều thì chúng ta vẫn phải có cái quà cho cô dâu chú rể. Vâng. Và vẫn là một cái gánh nặng. Và chắc chắn ở Việt Nam cũng tương tự như nước ngoài là sau đại dịch và sau năm 2021 khi mà hàng chục ngàn cái đám cưới bị hủy bỏ thì đám cưới sẽ bùng nổ trong năm nay 2022. Và đó thật sự là một gánh nặng. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn trong khi thế giới mà cũng đang rất thiếu và rất cần ngũ cốc để sản xuất bánh mì thì ở Ukraine thì lại đang dư thừa. Tuy nhiên ở đất nước này thì đang xảy ra chiến sự và việc mà giải phóng được cái lượng ngũ cốc khổng lồ đang bị mắc kẹt ở nước này thì cũng không phải là việc dễ. Ukraine thì là một quốc gia xuất khẩu lúa mì đứng thứ 5 trên thế giới. Trước khi xung đột xảy ra thì mỗi tháng Ukraine xuất khẩu khoảng từ 5 đến 6 triệu tấn ngũ cốc ra nước ngoài từ các cảng biển. Và cảng biển chính là cái tuyến đường đi ra chủ yếu của tới 90% tổng lượng nông sản xuất khẩu của Ukraine. Và trong 3 tháng qua do chiến tranh, các cái cảng biển đã bị Nga phong tỏa nên Ukraine đã phải sử dụng các cái tuyến đường bộ hay là tuyến đường xe lửa để xuất khẩu nông sản.
Tuy nhiên chỉ có khoảng là 1,2 triệu tấn ngũ cốc, dầu hướng dương và các mặt hàng khác được xuất khẩu ra nước ngoài, tức chỉ chiếm một cái số lượng rất nhỏ cái hàng nông sản xuất khẩu so với trước khi xảy ra chiến tranh. Do vậy mà xuất khẩu bị hạn chế nên mà cái lượng ngũ cốc tồn trong kho ở Ukraine hiện nay là đang rất nhiều, với số liệu cho thấy là đang tồn dư khoảng hơn 20 triệu tấn. Trong khi đó thì chỉ còn hơn một tháng nữa thì vụ thu hoạch mùa xuân sẽ bắt đầu và các nông dân sẽ cần các cái kho này trống rỗng để tiếp tục dự trữ cái lượng lúa mì mới. Và kính thưa quý vị, đây là một cái bài toán không có thể nói rất khó có được đáp án, là bởi vì nếu muốn giải phóng 20 triệu tấn ngũ cốc hiện nay thì thứ nhất là về mặt ngoại giao, các bên phải thực hiện những cái đàm phán rất là nhanh, và thứ nhì là vấn đề vận chuyển. Để vận chuyển cấp tốc 20 triệu tấn ngũ cốc này trong vòng 1 tháng thì cần phải huy động đến 400 con tàu, mà những con tàu này phải là những cái con tàu rất là lớn, mỗi một tàu có thể chuyên chở 50.000 tấn ngũ cốc thì mới có thể giải phóng được. Trong khi nếu mà không thể giải phóng được 20 tấn ngũ cốc này thì tại Ukraine, nông dân tại quốc gia này sẽ không tiếp tục mùa thu hoạch kế tiếp, và điều này đồng nghĩa là thế giới sẽ không phải là bị thiếu lương thực trong một năm, mà vì Ukraine không tiếp tục trồng trọt thì thế giới lại tiếp tục lâm vào tình trạng thiếu hụt lương thực trong năm tới 2023 và thậm chí là kéo dài đến năm 2024. Và đó được cho là bối cảnh xấu nhất, và rất có thể là bối cảnh này sẽ xảy ra bởi vì cái tiến trình ngoại giao, các cuộc đàm phán vẫn không thể nào thực hiện. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý là bên hòa giải, bên trung gian, nhưng mà chưa đưa ra được một cái biện pháp nào gọi là mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu vận chuyển cấp bách hiện nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cứ cho là trong cái giải pháp tốt đẹp nhất là các bên như Nga, Ukraine hay là một nước thứ ba mà đạt được thỏa thuận, thì việc mà có các cái chủ tàu đồng ý để cho tàu mình vào cái khu vực chiến sự đó để vận chuyển lúa mì ra nước ngoài thì cũng lại là khó. Một cái vấn đề. Vâng. Là bởi vì cái vận chuyển hàng hóa đường biển nó ảnh hưởng tới vấn đề bảo hiểm. Vâng. Mà những cái công ty bảo hiểm thì họ trạc tiền, họ đưa ra một cái số tiền rất là lớn trong cái vấn đề chiến tranh như hiện nay. Bởi vì nếu di chuyển trong cái vùng chiến tranh, lỡ một cái hỏa tiễn nào nó rơi trúng cái chiếc tàu, vâng, thì hoàn toàn công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm. Vâng. Và vì vậy mà cho dù là những cái chủ tàu đồng ý thì họ phải đợi các công ty bảo hiểm đồng ý. Mà trong trường hợp này, cơ hội các công ty bảo hiểm đồng ý chỉ nói là như là chỉ mành treo sợi tóc, có nghĩa là hoàn toàn không có. Và đó là những cái bối cảnh mà chúng ta thấy là ngũ cốc dư thừa tại Ukraine, trong khi thế giới thì đang thiếu hụt. Đúng là rất là nghịch lý, nhưng mà là quả là một bài toán không tất dễ dàng. Tất cả chỉ vì chiến tranh xảy ra mà thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không chỉ thiếu lúa mì mà ngay cả dầu ăn cũng đang là một mặt hàng rất hot hiện nay trên thế giới, đặc biệt là ở Indonesia, khi mà hàng triệu người dân và chủ doanh nghiệp ở nước này cũng đang phải chật vật suốt nhiều tháng qua để tìm dầu ăn, do giá cũng tăng chóng mặt mà nguồn cung thậm chí là cũng thiếu. Thậm chí thông tin mới nhất thì cũng cho thấy là cũng đã có tới 2 người cũng đã bị chết vì kiệt sức xếp hàng chờ mua dầu ăn trong cái thời tiết nắng nóng ở nước này. Đây là một hậu quả có lẽ mà không ai có thể lường trước được, bởi vì là Indonesia thì là một nước sản xuất và xuất khẩu dầu ăn hàng đầu trên thế giới, cho nên là không thể nào mà xảy ra cái tình trạng mà thiếu dầu ăn ở nước này. Tuy nhiên mà khi xảy ra cái cuộc xung đột ở Ukraine khiến các quốc gia lo ngại về việc thiếu nguồn cung dầu ăn, cho nên là các nhà sản xuất nội địa Indonesia đã vội vã xuất khẩu dầu ăn ra nước ngoài, bởi vì khi đó giá thành rất là cao do nhu cầu tăng mạnh. Do đó mà chính phủ nước này cũng đã phải áp dụng cái lệnh cấm xuất khẩu dầu ăn vào tháng 4 vừa qua, nhưng mà đến tháng 5 vừa rồi cũng phải dỡ bỏ cái lệnh này. Trong khi quốc gia láng giềng là Singapore không phải gặp những cái khó khăn về dầu ăn, nhưng mà Singapore cũng đang gặp khó khăn về cái nguồn cung ứng gà, là bởi vì sau khi Malaysia cấm xuất khẩu gà thì hầu như là Singapore đã không còn một cái hướng nào khác, khi mà quốc gia này đã lệ thuộc quá nhiều về số lượng gà nhập khẩu từ Malaysia trong hàng thập niên vừa qua. Và mới nhất ngày hôm qua thì Singapore lại còn liên quan hoặc là lại có những cái khó khăn khác. Và khó khăn này không phải là vấn đề lương thực mà là vấn đề y tế, đến mức độ mà chính quyền Singapore đã phải đưa ra những cái tình trạng khẩn cấp
bởi vì cái dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng một cách bất ngờ tại cái đảo quốc này. Thống kê cho thấy là trong tháng 5 vừa qua, số bệnh nhân bị bệnh sốt xuất huyết nó đã gia tăng gấp đôi, lên mức hơn 11.000 người. So với cùng một cái thời điểm hồi năm ngoái thì số người bị bệnh này chỉ ở mức là 5.258 người mà thôi. Và cái tình trạng gia tăng bệnh sốt xuất huyết được xác nhận là do biến đổi của khí hậu, bởi vì những cái đợt nắng nóng tại Singapore đã làm cho cái sự di chuyển của những cái con muỗi nó dày đặc hơn, và vì vậy cái nguyên nhân lây lan nó đã ra nhiều người hơn. Và biến đổi khí hậu không chỉ xảy ra tại Singapore, mà biến đổi khí hậu cũng đang xảy ra tại hầu hết các quốc gia khác trên toàn thế giới. Nói một cách khác là cái tình trạng bệnh sốt xuất huyết tại Singapore cũng rất có thể sẽ xảy ra tại các nước bên ngoài, chẳng hạn như tại Việt Nam. Trong tháng 5 vừa qua, Việt Nam và đặc biệt là Sài Gòn cũng đã xác nhận là đã có những nhân số kỷ lục bệnh nhân bị bệnh sốt xuất huyết. Thống kê cho chúng ta thấy là cái sự gia tăng nó ở mức là 44% với hơn 1.000 ca sốt xuất huyết chỉ trong vòng 1 tháng. Trong số này có nhiều ca bị bệnh nặng và thậm chí cũng đã có 7 người tử vong vì bệnh sốt xuất huyết. Và vì vậy mà chúng ta không thể nào coi thường căn bệnh này. Đấy là ở các nước châu Á thì đang có nắng nóng cũng khiến làm sinh sôi nảy nở các đàn muỗi, mà ngay như ở Úc do cái tình trạng biến đổi khí hậu gây ra mưa nhiều hay lũ lụt vừa qua ở hai tiểu bang New South Wales và Queensland cũng đã làm sinh sôi nảy nở các cái đàn muỗi rất nhiều. Do vậy mà các chuyên gia y tế cũng cảnh báo người dân là cần phải áp dụng các cái biện pháp phòng tránh để muỗi đốt, để vì muỗi đốt chính là cái đường lây truyền chính của bệnh sốt xuất huyết. Mà trong bối cảnh Úc Châu hiện nay cũng vừa phải đối diện với đại dịch COVID-19 hay là bệnh cúm mùa, hay là ngay cả xuất hiện cả bệnh đậu mùa khỉ, thì việc mà để cả lây lan cả bệnh sốt xuất huyết cũng là rất là nguy hiểm. Vâng, kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoàng và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo thế giới của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với tất cả quý vị trong chương trình điểm báo vào ngày mai thứ 6. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.